Chiều tối nay, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi người dân bị thương tích do ảnh hưởng bởi bão số 3 và kiểm tra công tác ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão trên địa bàn thành phố Hạ Long. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đến chiều tối nay đã tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân bị thương, trong đó có 6 ca nặng đang được tích cực cấp cứu và điều trị, vết thương chủ yếu do bị kính và mái tôn cắt. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các bệnh nhân. Đồng chí thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi qua động viên người dân không may bị thương tích do ảnh hưởng bởi bão, nhanh chóng hồi phục sức khỏe, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động y bác sĩ, trang thiết bị cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn khám chữa bệnh, chuẩn bị đủ thực phẩm cho bếp ăn tập thể trong 2 ngày tới, đồng thời nhanh chóng khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất do bão gây ra. Tại khu neo đậu tránh trú bão phường Hà Phong có 210 tàu thuyền của người dân tập trung tránh bão. Đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại nào. Qua kiểm tra nắm bắt thông tin, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương, yêu cầu các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24 giờ, không được chủ quan lơ là do hoàn lưu bão số 3 sẽ diễn biến rất phức tạp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý chính quyền thành phố Hạ Long quan tâm đến công tác khơi thông dòng chảy với hệ thống cống đổ ra biển, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt khi có mưa lớn trong tối và đêm nay. Trước ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, chiều nay đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão tại thị xã Quảng Yên. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đến thời điểm hiện tại, thị xã Quảng Yên hiện tiếp tục có mưa vừa, mưa to, gió lớn, biển động. Nhiều hộ dân bị tốc mái, nhiều khu vực cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị hư hỏng một phần. Giao thông trên địa bàn các xã phường gặp nhiều khó khăn do cây xanh, cột điện, cột đèn đổ. Hiện tại, hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn thị xã tạm thời bị gián đoạn, hệ thống điện vẫn mất toàn bộ. Trên địa bàn có 10 người dân thuộc xã Hiệp Hòa đang bị mắc kẹt ở khu vực Hòn Giấu do cố tình quay lại các bè nuôi trồng thủy sản. Hiện thị xã đã liên lạc được với 4 người dân và đang huy động lực lượng tích cực liên lạc để đưa về bờ an toàn. Thị xã đã chỉ đạo các xã phường và đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu của bão, làm việc với các đơn vị viễn thông khắc phục nhanh nhất tình trạng gián đoạn liên lạc, huy động các lực lượng dọn dẹp cây xanh đảm bảo lưu thông. Thị xã sẽ tiếp tục cấm sông, cấm biển, không cho người dân ra tàu thuyền khu vực nuôi trồng thủy sản. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ của thị xã Quảng Yên, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, cơn bão số 3 có diễn biến rất phức tạp, mức độ nguy hiểm, tác động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Do đó, thị xã Quảng Yên tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục nâng cao công tác ứng phó, đa dạng các hình thức cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân sau cơn bão số 3. Đồng chí yêu cầu thị xã Quảng Yên phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để liên lạc với người dân trong điều kiện thông tin gián đoạn, mất điện trên diện rộng, nhất là các hộ dân đang bị mắc kẹt, khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 3, đảm bảo lưu thông thuận lợi cho người dân trong thời gian sớm nhất. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tại cảng cá Cái Xà Cong, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, thăm hỏi động viên các hộ dân phải di rời đang được bố trí chỗ ở tạm thời tại nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Hải. Động viên cán bộ người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực bão, đảm bảo an toàn lưới điện tại điện lực thành phố Hạ Long. Đồng chí yêu cầu thành phố Hạ Long tiếp tục các phương án chủ động ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn về người tài sản và sẵn sàng các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả sau bão.